Hello anh em, mai tôi lại vào game anh em nha. Đấy, vào game để chơi sự kiện này, chơi event này. Đây, chơi trước cái sự kiện này. Chơi còn 40 ngày cơ, mà tôi chơi trước bởi vì tôi nghĩ này sẽ dễ hơn cái để chơi này. Cái nhận 80 kim cương này, tôi nghĩ cái này rất là khó. Và chơi anh em nhá. Thì cũng khá là lâu rồi, tôi không ra clip vì giờ tôi cũng đang cái gì đây? Làm được đang hơi bận một chút. Con này là hệ đấm à? Cho 5.000 mặt trời này, cả khoai này, cả bắp cải này, quay đấm nhào nhỉ? À, quay giống con đấm 150 tiền đúng không anh em? Để thử xem nhá. Đấm em. Ấy à? Hay nhỉ, nhưng mà con lại tôi tưởng ngoài đấm một chỗ ra nó nhảy lung tung à, không hay. Đấm lại đấy, đấy. À, cũng được được đấy nhỉ. Ờ, nhưng mà nó sẽ mất anh em ạ, nó sẽ mất đấy. Đấm đi chẳng có cái tiêu tế mà gì. Đây, kênh của tôi đang hơi chững lại anh em ạ. À, hơi chững, đang kiểu chững lại rồi là đợt sắp thì lúc tăng lúc giảm. Đây nhảy đây, nhảy đây xem được không nào. Đấy, tăng lên tốc lên một chút nhá. Đã, cái sự kiện này cho chơi con này free ấy, cái gì như là con này ở trong cái battle arena nó đang kích hệ cơ bắp hay sao ấy, hệ cơ bắp này, hệ cắt này, cái hệ nào ấy. Đấm mẹ nhảy xuân qua tiếng đàn guitar đó, đàn guitar điện, nghe để ý nha, sẽ có tiếng guitar điện để cho anh em xem có tiếng guitar điện luôn. Con này hồi lâu hết. Đây, anh em chú ý nghe rồi thả xuống đấy, cái gì cũng nghĩ ra điện. Nhìn nhá. Đấy. Nghĩ ra điện. Nhưng mà lại cũng khỏe. Nhưng mà loại kiểu mất ấy. Cơ bắp. Thật cuối đã, thật luôn. Rồi, xong level đầu tiên. Tiếp là con đây là Rohu Paprian này. Là cái gì không biết. Nhiều tên kiểu từ Ấn Độ dạo. Đây con này như là mê hoặc không anh em. Cái con ba con ở trong sắn này như mê hoặc hay sao ấy. Con này kiểu Zombie đến là nó sẽ bị hút, kiểu bị mê hoặc đi gần vào ấy, đúng nhỉ? Wow. Nếu không nhầm là như vậy. Còn lần trước tôi cũng chơi mấy map gặp cái con này rồi, con trong sẵn này 150 tiền này. Hệ là hệ này hệ kiểu hệ thủ, gọi là hệ kiểu gì nhỉ? Quên mất tên rồi. Hệ hàng rào, gọi là hệ hàng rào đi. Hệ này, hệ bắn này, bắn miss, bắn này. Đáng đông một tí nha anh em nhá. Đây, nó sẽ kiểu bị mê hoặc vào hay sao ấy. Anh em thấy không? Bắn nào. Chụp, cái con này tôi level 6, khỏe lắm à. Rồi, đang lên bên xóa đội cái kiểu song thế nào đấy. Song này kiểu song phế một cho trẻ con ấy. Mấy bé này thường thường song phế một trẻ con nó sẽ bé và cái chuôi ấy, cái tay cầm nó sẽ dài. Đấy, nào đấm đi. Ấy, bộ quay khá là rộng anh em ạ. Đồ lam khá là rộng. Hồi được rồi. Win.
chơi lại thấy easy hơn cái 80 kim cương em ạ. Cái này khó dã man. Next level là bảo vệ con này gì? Con này là một con pe premium mà nó tạo ra zombie ấy, zombie bằng cây hiểu không? Kiểu handmade nhỉ. Cũng hệ đấm này. Có con bắn này. Con này đang có mút à. À đẩy đi. Thua lắm. Đấy nào. Con này là dao hoa mặt trời à? Dao cái gì? Ủa là sao anh em? Dao mất luôn rồi. Hay là nó phải lổ zombie à? Còn 100 mặt trời này. Dao như mình nó mạnh mà. Từ lổ zombie xem. Cái con 100 mặt trời này. Chết rồi đấy nha. Mặt trời nè. Đây nổ sao. Đúng rồi em ạ. Nó sẽ lổ con zombie và nó sẽ ra mặt trời. Ôi sao. Gì đây mày? What? Đâu ra đây? Đó. Ấy, lổ mộ anh ạ, lổ mộ chứ không phải lổ mặt trời. Lổ mộ đu ra đập nó đi lổ mộ anh em ạ, không phải lổ mặt trời thì nó phải bám cái mộ đi cho mọi người đu ra luôn, nguy hiểm à. Đấy lổ mộ ấy không ra mặt trời này. Lạ thật đấy. Đâm nó. Để ra. Đâm như trông lắm à. Đây đâm đây. Đâm ra man đi anh em. Ơi thôi rồi. Thì cũng khỏe cho nó để đâm lực hơn. Giờ tôi sẽ đập xuống này. Cú khỏe đó. Đấm đi em. Đấm đi. Ấy, đấm đi. Ấy, thấy không? Em lấy lực chưa? Ôi sao? À, búp cái đấm là con này nó zombie khổng lồ bé đi này. Đó. Hay nhỉ? Được rồi chứ. Đâm nó. Con này với con lổ ấy lổ cả zombie cả mộ anh em ạ. Nhưng mà nó càng nhiều thì nó sẽ càng dễ ra mặt trời. Càng đông một tí à. Ấy. Đâm nó. Ấy, một đấm kìa. Lực nhờ. Lực dã man luôn. Đó. Đấy nhờ. Càng nhiều zombie quanh thì càng dễ ra mặt trời. Thử búp lá. Không búp được anh em ạ. Không búp lá được. Đâm nó. Bảo này. Ai ạ. Phù thủy của chúng tôi này. Ấy vừa mặt trời nha anh em, mặt trời luôn. Có một con này
Ấy rồi 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 bút cái hệ đầm đầm cái là cái bắp cái là đi quả thì họ có những thứ nhỏ lại đó. Đúng không? Đúng rồi. Đây level thứ mấy? Thứ 2, thứ 3 này. Vừa chơi xong. Mải tập trung chơi trận này quá nên không biết level thứ 2 là bao. Thứ 3 anh em ạ. Thứ 4 anh em nhá. Cố gắng là tôi chơi hết cả level này trong một cái clip này thôi. Ui dồi, có bèo rồi. Cái hỏi gọi bèo, cái này gọi là kiểu vi khuẩn. Bèo là cái mà anh em chọn cây này. Bèo là cái là anh em được được có thể là bèo là con này. Con này là đâu nhỉ? Con đấy hệ ở cái map nước cơ. Map biển cơ. Đây này. Cái là bèo cái này này. Đấy, bèo tôi trang phục phải không? Hoa sen. Hoa sen là những biểu tượng của Việt Nam à. Đây là cái gì của Việt Nam nhỉ? Tôi chẳng nhớ đâu. Xem là có một con đuổi này có vẻ khó nhằn anh em ạ. Có vẻ chát, chua chát. Mà giờ được có 5 cây mà mất 2 cây rồi. 2 cây đấm rồi. Hãy đến thử số hệ đấm nhá. Mà thôi. Hôm nay mình có 2 trang phục. Không chơi hệ đấm đâu. Thể bắn nào bắn cơ. Chơi ngô thì làm thì ngô đi. Up rang bơ đi. Cái gì nhỉ? Cái gì yêu không cần cớ chỉ cần cậu cơ ấy. Ngoài này kiểu lỗi đi. Quên mất câu rồi nhỉ. Trứng rán cần mỡ, bắp cần mỡ, yêu không cần cớ chỉ cần cậu cơ. Nghe có vẻ cũng ra gì phết. Không con ngô thì rất là hay anh em ạ, cực kỳ hay luôn. Đứng im. Đó đấy chưa. Đây tôi thích con ngô là ở chỗ đấy. Nó giúp tôi rất nhiều. Thật sự rất nhiều map mà có ngô là tôi mới thắng được. Trong những cái map mà tôi chơi ở những cái đảo ấy. Mấy cái đảo mà anh em phải chơi mà trước khi có thể chơi mấy cái đảo mà như Egypt hay là Lost City cái thứ ấy. Đâm mày. Đâm nó đấy. Láo thật, cô đâm bé mày luôn. Lại vào 10 của khác. Giờ phun được 2 hàng ngôi em nha. Ồ, mất rồi. Đâm nó. Đâm nó quay luôn. Dạ màn thật. Lầm em. Tấm. Vương. Con này một lúc không gì nó sẽ mất anh em ạ. Cái con đầm đầm này. Ấy, đầm đầm chạm. Ngon, phí. Tấm đó. Lào đi. Tấm đó. Không biết ngoài đời tất cả tôi hình như tất cả các cây ở trong cái trò này thì đều lấy các cây ngoài tế, cái cây thật đấy. Còn vào là biến tấu về kiểu skin các thứ ấy. Hôm nay dễ hay. Bơ nào, làm gì bơ đây. Trứng rán cần mỡ, mà trứng rán cần dầu là rán dầu ngon cơ. Bắp cần bơ. Bắp thì có bơ thì nó mới ngon được đúng không? Bắp không có bơ thì người ta kiểu bắp mà các bạn mà kiểu là bắp rang bơ mà không có bơ thì kiểu đường sẽ không dính vào bắp rang bơ chả mày này. Ấy tấm đó
Đây là khổng lồ rồi. Khổng lồ của chúng tôi. Cái vùng lá rồi. Cái vùng lá này em. Buồn. Làm gì bơ hả? Anh em. Đấy. Cấm đi. Đấm lực thật. Đấm hết luôn, con nào cũng đấm. Đấm. Đấy. Món này đúng không? Này đây thì không được cái con đó. Lúc mà nó chết mà. Rồi cho nó ăn đầy bơ luôn. Tôi đang sống chết hình trong con đây này. Đây. Con đây này. Con ngồi này nó hơi yếu. Được cái nó có stun kiểu với bơ ấy. Rồi giúp tay rồi. Bay đầu. Úi giời. Sao không chặt. Của anh em nhá. Level cuối cùng luôn. Thực ra tôi nghĩ cái event này nó phải cho liên tục ấy. Kiểu tôi thấy nó thi thoảng lắm. Nó mới cho khoảng tầm 3-4 hôm 5-6 hôm nó mới cho một cái event đấy. Để chơi nó không đã anh em ạ. Future rồi. Chỉ mang future rồi chọn. Tôi phải chơi con này rồi. Chơi con này. Con này. Quay nó có mới trang phục đi vào đấy, anh em thích đội mũ hay là thích hai cái nó đính hai cái ống vít thì nó được cái đội mũ đi, đội mũ nhiều lực hơn. Tiếp theo là chơi này nhá, con này nhá, từ từ nhá, này này, nghe là bộ xương chất lượng không? rất nhiều tôi cái nhiều con của tôi nó có bộ xương rồi anh em ạ. Tế không thể chịu được. Rồi. À vẫn còn một cây nữa đúng không? Một cây nữa là chơi con gì nhỉ? Một cây nữa là chơi con gì? Chỗ này đi. Lửa đây. Có vòng hoa bên cạnh. Con đấm này tôi cũng có vòng hoa này. Đấy. Con này tôi cũng có vòng hoa này. Lùi lửa có vòng hoa này. Ok tôi kích vào ra rồi. You have... chưa có con giáo hoa anh em ạ, quên mất. Đây. Rồi, chén. Này là táo á, bắt táo anh em ạ. Táo. Ưu tiên mặt trời đã. Bây giờ phun mặt trời đi. Trồng một con này đi. Con táo này phải mua bằng tiền thật anh ạ, chứ không mua bằng kẹo, không mua bằng kim cương được. Đấy. Rồi sắp tới ngày hoa thôi, thế thôi. Bắt đầu trồng cây. Xăm hơi đắp. Những cái đam khá to. Nào, phun tiếp à. Có thể là cái con robot kìa. Cú hề. Bắn nó. Rồi là mua mũ hệ thì nó có một sức mạnh riêng. Không có thấy con nào khỏe hay không, nhưng mũ hệ con nào khỏe. À. Ồ. Không có thấy cái này rồi. Rồi giọng tôi nó đi khả này không. Cửa nào mình cũng
giấm rồi. Cú nè. À, cho ra ra trận một tí nhá. Giấm đi. Đấy. Nhưng mà đấm hồi lâu quá. Này phải hồi nhất 30 giây. Rồi, quá khỏe anh em ạ. Mình rồi quá khỏe. Đấy, đã xong trận. Đó, xem được cái gì nào. 50 thẻ. Ủa, 50 con đấm. Ra mạng đặt cây. Chán xem em hỏi là 50 con đấm. Thế thôi. Thế tôi sẽ theo dừng đây em nhé. Khá dài rồi. Thì hẹn gặp anh em ở clip mà chơi cái này. Chơi cái Action Egypt này. Với cái phần thưởng là 80 kim cương. Đấy, tôi nghĩ sẽ khá là khó đấy. Rồi, chào anh em nhé.